Chung kết của C3 bên kia là Sumer Choson Panhitti. Sumer Choson Panhitti. Còn đây là Phoenician dành cho game thủ Itgua. Phoenician khóc cầm Roman được. Mạnh Hào cầm AC được. Và U98 cầm IA. Đây là bài mà Roman thì vẫn chém rồi đầu cánh khóc. Đây là bài mà Gua sẽ dâng lờ cho Mạnh Hào đánh cung. Và trận này thì chúng ta đang chờ đợi xem là người cầm IA này quyết định ra làm sao thôi. Nếu mà là một bài đánh cung A thì nó cũng được, khi mà đây là một cái góc 9 giờ thần thánh. Để xem tình hình thế nhà như thế nào đã, rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Đấy, bài vở rồi đưa ra quyết định. Vì thực sự IA dâng lờ lên hiệu quả nó cũng rất cao. Vâng, bài có lẽ sẽ đánh được cung A thôi. Góc 9 giờ lại vẽ được khoảng kích ruộng. Và cái đường vào nó là vâng BBBM và một chiếc BA hay hai chiếc BA là kín hốc rồi. Vàng ở ngoài, đó là vấn đề. Nhưng bây giờ quan trọng là đồ ăn dành cho game thủ U98. Game thủ trẻ đang có phong độ rất tốt của Game TV. Đánh tại nhà hay cần phải chui hốc, chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của game thủ trẻ U98. BB là kín con vực và cánh rừng thông. Các bạn rồi, quan trọng là đồ ăn thôi, đã thấy có một quả phụ rồi. Nhưng không đồ lùa về dành cho người cầm IA. Bài nào như nào nha, báo về nhá. Tất nhiên là vua bảo chém rồi. Như vậy là bài 2 bãi quả phụ dành cho IA. Nhưng không thấy có một cái gì, anh ơi tìm thêm một tí hiêu tí vòi. Vâng, đến khổ. Đến khổ dành cho người cầm IA này. Thôi sơi tạm bãi quả phụ đã. Vâng, bài đánh 3 bãi quả dành cho game thủ U98 thôi. Bài em được không? Không một voi về xong ăn nó bị yêu là được. Hay ăn đâu? Đi dò thôi, đi dò qua bài. Có cách về nghỉ không? Không mấy giờ? Từ trên xuống sao? Vâng, màn hình máy của vua. Em liều mình cho một dân cắm vào trong đi nào. Chắc ở trên thôi đúng không? Như vậy có kẹp xăm. Có chắc ăn kẹp thôi. Đánh ở nhà chém luôn kẹp xăm đi. Vâng, pan kẹp xăm, game thủ Tùng Anh. Vâng, phát hiện sớm như thế này thì còn đưa ra được cái chiến thuật. Các ông vua lại dâng lờ tận góc 3 giờ thì chết tôi. Đây là màn hình máy của game thủ Itgua. Vâng, góc rất nhỏ thôi nhưng mà nó có kẹp sao. Đây là màn hình máy của U98, cùng xem U98 cơ cấu như nào trước khi xem Itgua chém kẹp sao. Đây đúng là BB. Bài ăn 3 bãi quả lên đời không sớm tới từ người cầm IA. Như vậy là màu 2 cho son lên đời sớm. Hy vọng nó ở cánh của khóc để khóc có thể thủ phục. Cách cơ cấu sẽ ra như thế nào đây?
đánh tại nhà luôn. BM nó cộng một chiếc BE là sẽ kín. Còn đây là BA. Đánh rộng. Khỏe. Được. Cùng xem cua nào. Cua sẽ chém ở nhà kẹp xong. Ăn tranh với Pan, đó chính là nhà Asian của game thủ Mạnh Hào. Hào sẽ đẩy tê luôn nhà Pan này. Tránh tình trạng đền dài lắm mộng. Đây rồi, Pamela đang ăn hoang bãi hiệu. Bài Pan chắc yếu, tôi đoán là yếu. Vâng, cái quân Pan với quân Pơ thì cái quân Pan tỷ lệ rủi ro của nó cao hơn so với quân Pơ là rất nhiều. Quân Pơ chỉ cần 5 giây là đủ luôn đồ. Còn cái ông Pan thì như vậy. Màu mấy? Màu 2 đúng không? Như vậy màu 2 đầu cánh của Khóc. Đúng như dự đoán là bài lên sớm nhưng mà chỗ bãi đá đây, bắn luôn đi em ơi. Chỗ bãi đá đây, bắn luôn. Phế luôn. Thông tin báo về Pan không lên đời. Thế thì nghiệt quá. BL thứ 2 dành cho game thủ ít qua. Đây là màn hình máy của U98, người đang cơ cấu. Mình cái ruộng xấu thế à rời. Cẩn thận cho Son vào. Chưa, đã vào chưa? Cho Son vẫn đang chém Roman của Khóc thôi. Cho Son đang 2L vắt đều. Khóc đang gặp khó khăn khi mà cho Son 2L vắt quá đều và nó vào sớm. Bỏ lại Hốc đi kìa. Cần phải được bơm 100-300 gỗ dành cho người cầm IA. U98. Tham lai 31 dành cho người cầm Minh Hoàng. Đây là Gua. Chém nhà của Asian, là chém nhà của Pan. Thì Pan là người khung nhà. Lọt rồi. Vẫn lọt mà các ông chém mẹ như đúng rồi vậy. Pan chưa bánh xe. Đánh phít luôn. Vâng, phù được một con lạc đà quá đỏ dành cho Pan. Đánh phít luôn đi, chưa bánh xe. 4-7 luôn nhà Roman. Đánh phít nhà Pan, sau đó vua phải sang kê cho nhà của U98. Trận này pha vẩy cực tốt tới từ ít của. Cực tốt. Mạnh Hà báo về là dường như Pan đã phít rồi. Bên kia có cung. Có cung màu 4 và cung màu 1. Cung màu 1 ở trên góc 3 giờ. Cung màu 4 thì nằm có lẽ là ở góc 2 giờ. Đó chính là hai nhà cung bên phía của đối phương. Một người 3 rưỡi, một người 2 giờ. Một cung hit đấy nhá. Có một người cung hit đúng không nhỉ? Có một người cung hit. Và một người còn lại là cung gì? Thông tin báo về màu hit. Vâng, bài này là bài không khung hẳn đâu. U98 khỏe lên. Tám bị ôm gọi là vua sang luôn nhá. Hàm này đang bắt đầu đè các game thủ bên phía của team VTV. Màu 1 là Summer, màu 4 là Hitty. Màu 4 là ở cánh của U98, còn màu 1 ở cánh của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào phải trâu lên. Mạnh Hào là bài lúc ban đầu đánh kiểu giật dẹo. Đây là màn hình máy của vua. Ôi, anh nghĩ là em không phải tạt nhà màu 2 đâu, tạt nhà màu 4 đi. 4 ở góc 2 rưỡi. Tạt màu 4 thì hay hơn hẳn. Tạt 4 cho nó hay hẳn lên đi. Hào khỏe lên chưa? Tham lai 46. Bắn fit bạn.
Cẩn thận bị màu màu 17 nhá Hào nhá. Hào ạ. Còn đây là U98. Chỉ cần bị ốp là phải hô lên ngay. Bung ra ngoài để ăn bãi vàng thứ hai thì phải. Nâng giáp lên. Vua đang bị đẩy. Vua bị màu 1 đẩy. Ai, nếu thế thì Hào với cả vua thủ xong đẩy luôn nhà màu 1 nhá. Kệ là màu 4 đi. Kệ màu 4 cầm hit đi. Nào, tơn này. Lượng lạc đà đang về là khá đông, nhưng đây là con dốc. Đây là con dốc. Cung có nhiều hay không? Đây là Mạnh Hào. Tham Lai cũng càng là rất khỏe dành cho Mạnh Hào rồi. Tham Lai 55/72. Di thẳng mà một luôn chứ còn gì nữa. Di thẳng luôn đẩy ý quân. Hào giải he. Nhưng không sát lắm nhưng cũng sẽ ăn được nhiều cung R trong tuần này. Tham Lai 60 dành cho game thủ Mạnh Hào. U98 Tham Lai 94. Bị ốp. Có cả màu 4 và cả màu 2 tên này. Pha vẩy e. Nhưng mà ông nhà tự tin rằng mình sẽ đỡ được trong tên này. Mà không cần có đồng không có đồng đội cứu. Thoải mái đi. Tên này đánh thoải mái đi. Vua. Ui. Có vàng không? Dừng một tên bơm vô 8 lên được 4. Dừng một tên nó sắp vào đà bơm nốt vàng sang. Vàng lẻ nữa là đủ. Đây là U98, Tham Lai 91. Kích, vàng lẻ thôi, rồi. Sóc dân đi ăn vàng nhiều hơn đi, 8 ơi. Ốp bất kỳ nhà nào cũng được, mời em ốp nhà nào cũng được. 4 hoặc là 1. Đi ăn vàng thôi, bây giờ đi ăn vàng cho em ạ. Không cần đến cái lượt em đánh đầy 4 trận này đâu. Em đi ăn vàng đi. Ừ. Vâng, Tham Lai 102 của game thủ U98. Vẫn là lấy cung AIA để có thể thủ được tuần đẩy từ Hitty. Hitty đi cung giờ. Ở bây giờ thì vua và game thủ Mạnh Hào phải ốp vào nhà Hitty luôn. Xây thêm A. Xây thêm A lên. Tên này bị chém rất đau. Một tên bị chém cực đau nha. Vua cần phải sang. Mặc dù đã chuẩn bị nhảy 4 xong. Nhảy 4 xong. Để ý, Gua đã sang đến nơi. Tham Lai 62 của Gua. Chơi. Hào ốp nhà 4 đi Hào. Đẩy chân lực cho nó đừng đẩy nữa. Màu 1 cũng đang ra thủ. Bơm thôi chứ còn sao nữa. Bơm chân lực vàng ra đây. Vẽ một tên ruộng trâu trong 9 giờ. Vẽ một cái nhà chính mới ra mà xây ruộng em ạ. Trong 9 giờ là một khoanh nữa là đủ lên hot thần. Một cái nhà chính kiểu chay em. Đấy. Chân lực ra. Bắt đầu đẩy để ăn vàng dần. Vua cũng đang cực to rồi. Vua Than Mai 59. Hào cứ cân ra thôi, cứ trâu ra mà đấu thôi. Còn để tí nữa U98 đẩy hot thận. Đọc một cái tơn tham em ơi, đọc một tơn tham dân bên kia màu 4 bao dân, đạt được 1.600 vàng 54 dân. Màu 1 là bao nhiêu? 4 vừa lên đầy 4 xong.
Tham Lai 104. Còn đây là màn hình máy của Gua. Tham Lai 74 dành cho Gua. Đánh điện, đánh triệt để máu 2 đi kìa. Vâng, đẩy sang cánh của Mạnh Hào nào. Đây là Mạnh Hào, Tham Lai 87. Gua đang sang rồi. Đưa về thế đời 4 đi, bên kia sẽ là Hot Hit. Có ca thủ. Và thêm một tí nữa đó chính là Sumeria lên 4 và đánh đạp đôi. Còn đây là Tham Lai của Gua, Tham Lai 71. Còn đây là U98, Tham Lai 138 trên 188. Đi ăn vàng mà anh bà cũng đứng đấy đẹp. Đủ đồ phát U98, bốt phát lên 4 luôn. U98 đang đầy khá triệt để nhà của hai. Kích hot thần chưa? Hả? Giảm motor một kích đi. Rồi. Nhảy cho Khóc đôi 300 tỷ để nó hồi lên 4 nhanh nào. Nhảy cho Khóc một ít thực đi Cua. Đấy, nháy đi, một phát lên 60-80 dân để mà ấy đi. Gua phải là người bơm đấy. Màn hình máy của game thủ U98 bây giờ thì là đời 4 rồi. Hot cũng đang bắt đầu ăn vàng từ Hitty. Tham Lai 167. Màu 1 được đẩy lên đời 4 trước. Màu 1 sẽ đánh hot thần hay đánh cái gì, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Hot thần hay đạp đôi, chờ đợi nào. Bây giờ là hot thần rồi dành cho U98. Màu 2 cũng đang đi lấn vàng. Một tơn vàng, một tơn thực để lên đề 4 dành cho Khóc. Đẩy quân phũ với em ơi. Hot thần nó phải lưu hết. Mạnh Hào Tham Lai 99. Bơm một tơn nữa quá. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ U98. Một trận cầm chủ lực Tham Lai Limit. Đấu luôn. Hot của đối phương là chưa hot thần. Đóng như 100 cái nhà L ra em ơi. Nhiệm vụ của em là 100 cái nhà BL đánh đạp đôi của Roman. Không cần nhiều dân đâu, 60 dân thôi. 60 dân và 120 con đạp đôi. Đánh kiểu đấy. Rồi xong rồi. Tỷ số là 3-2 KTV trong trận đấu thứ 3.